Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý vị và anh chị. Chào mừng quý vị đến với video tiếp theo trên kênh Hoa của Núi. Tiếp tục với em Xá, hôm nay thì có một món quà của cô Vũ Thị Sáp, thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Có gửi cho em Xá những cái món quà này. Và sau đó là một cái phần quà của anh chị Phú Bùi ở bên Mỹ. Anh chị có chuyển cho em Xá một cái khoản tiền rất là lớn để hỗ trợ cho em Xá trước mắt và sau này. Đấy, tí nữa đi vào trong nhà thì Tuyên sẽ công khai cho tất cả quý cô bác anh chị cùng biết. Và ở trên đầu video thì những quý cô bác anh chị nào gần nhất ở đây đang hỗ trợ cho em Xá thì Tuyên cho vào quỹ và cho vào đầu video. Các bác có thể qua đó và theo dõi. Thì đây Tuyên sẽ mở cái món quà này của em Xá. Sau một cái thời gian dài đến chia sẻ cho tất cả quý cô bác anh chị, tất cả các cái mạnh thường quân biết về em Xá, về hoàn cảnh của em Xá thì cũng nhận được sự quan tâm của tất cả quý cô bác anh chị rất nhiều. Và cũng rất là nhiều món quà đến với em Xá. Hiện tại thì tất cả những cái món quà mà quý cô bác anh chị gửi cho em Xá thì đã đến với đến với Tuyên rồi, đến nhà Tuyên rồi. Nhưng mà do là mỗi lần lên thì Tuyên chỉ chở được một hộp thôi, vì là một xe này đi hai anh em thì chở một hộp như thế này rồi. Quý các bác chị biết ngồi rất là chật, đi rất là khó, đi đường thì khó, toàn đường đất thôi. Đi gần 20 cây đường đất thì quý các bác chị biết rồi, rất là khó di chuyển. Còn đây là món quà, đây là món quà của anh chị Phú Bùi ở bên Mỹ. Vâng. Cầm vào đi, cầm vào anh. Để cho em Xá hỗ trợ. Cho em Xá hỗ trợ gì thì quý các anh chị đi vào thì Tuyên sẽ cho quý các anh chị cùng biết. Nào, đi vào đi. Bao gạo này hôm nọ mua về chưa dùng đến à? Chưa anh ạ. À. Vâng. Có con dao nào ở đây không? Cái chân này sao lại cho vào túi như này? Xong lấy ra để ngủ. Vì ban ngày là cái cửa nó không đảm bảo thì cứ có trẻ con của em thí cứ về nghỉ thì em đúc vào, xong là tối thì mình mới bỏ ra để được vâng. Biết thế là được vâng, vệ sinh được như thế thì tốt vâng, quá. Mình nghèo mình không có thì mình phải tiết kiệm này. Đúng rồi, đây anh em Xá em đứng gần anh một chút nào. Vâng. Để anh nói về cái món quà này nhá, trước khi mở nhá. Anh chót mở đây một chút rồi nhưng mà chưa mở ra hết đâu nhá. Đây, vẫn còn nguyên nhá. Vâng. Đây, thông báo em Xá một chút để cho quý cô anh chị và tất cả mọi người cùng biết và em Xá cùng biết về món quà này của cô. Cô là cô Vũ Thị Sáp. Vâng. Thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Vâng. Đã gửi cho em Xá và hai đứa con một cái thùng quà rất là lớn. Không biết là trong có gì. Vâng. Đấy, tất cả anh cameraman quay gần một chút về cái tem mác rồi là tất cả mọi thứ là cô dán như thế nào nào, về còn y nguyên như thế này nhá. Đấy, công khai như thế này cho các bác cùng biết. Đây những cái tâm thư của cô gửi cô viết thì chữ của cô vẫn còn y nguyên đây nhá. Nhớ cháu Tuyên chuyển giúp đến em Xá Cụt một chân và một tay, có hai con. Đây hình như chắc là quần áo đây em Xá. Vâng. Thời gian này thì em Xá cũng nhận được khá là nhiều quần áo nhỉ. Đúng rồi. Khá là nhiều quần áo, ra đây đủ mặc chưa em? Đủ ạ. Đủ à? Đủ. Ừ, nói chung là mấy hôm nay nó cũng không quá là lạnh. Thời gian vừa rồi thì rất là lạnh nhưng mà được mấy hôm nay lại trời ấm ấm nhỉ. Như mấy ngày mấy tháng trước không có cấp bát các cái nhà hảo tâm quan tâm thì em thật sự cũng không có quần áo để thay. Ừ. Vâng. Đây là quà của cô Vũ Thị Sáp nhé. Vâng. Rất là khó mở. Không có dao nên là thì mở những cái này rất là khó mở. Đây, để anh cởi cái áo này ra dễ. Dễ mở cho em Xá cũng biết nhá. Em Xá thì không mở được nên là Tuyên sẽ hỗ trợ em Xá để mở.
ngoài những cái cô Sáp nhỉ anh nhỉ? Cô Vũ Thị Sáp. Cháu đây. Rất là cảm ơn cô Vũ Thị Sáp đã quan tâm đến ba bố con cháu và đã đưa cho anh Tuyên mang những cái món quà rất là quý giá của cô Sáp đến gia đình ba bố con cháu. Cháu thực sự không có gì, cháu cảm ơn gia đình cô Sáp ở mình khỏe hạnh phúc. Đây là cái túi, cái này thì chắc cô gửi cho để mục đích là để lót cái này. À vâng. Cái thứ hai là cái công dụng của cái này thì sau khi về đến tay mình vẫn còn nguyên như thế này, mình có thể đựng đồ, vâng, đựng cái gì mà em muốn. Vâng. Đây đầu tiên thì là cái nồi. Vâng. Trong cái nồi thì có tất. Vâng. Có một đôi tất này, đôi tất này chắc là tất nam, thì là tất này cho em xá. Vâng. Tất thì có thể là em đổi chân này dùng cả hai chân được mà đúng không? Vâng, tất thì mình chỉ mỗi dép là mình không dùng được thôi đúng không? Đúng rồi. Cái này thì nó như kiểu rất là lộng thì mình mặt bên nó cũng được. Ừ. Đấy, ngoài đôi tất ra thì có những cái bát nhựa. Bát nhựa này thì sử dụng rất là phù hợp với các anh em vùng cao. Đặc biệt là những cái hoàn cảnh như em xá đây thì sử dụng cái này rất là hợp lý. Có con nhỏ ấy. Vâng. Với lại mình hay di chuyển nhiều thì dùng cái này nó rất là tiện. Vâng. Nó có thể là cho mình nó chống vỡ này. Vâng. Với lại múc nước các thứ trẻ con vẫn thể dùng được. Vâng. Thì con em nhờ con em là đi múc hộ bố bát nước chẳng hạn thế. Đúng rồi. Đúng. Vâng. Hoặc là em sử dụng cũng thế. Vâng. Em cầm một tay và một tay chống nặng thì nói chung là cầm một tay thì cái này có, lỡ có tuột xuống đất thì nó cũng không vỡ đúng không? Đúng rồi. Đấy. 2 4 6 7 cái bát các anh nhá. 7 cái bát. Cái này nhầm rồi. Cái này là của cô trước gửi rồi. Vâng. Cất đi. Vâng. Ở trong cái bát thì có một cái quần. Cái này quần chắc quần của bé Thanh hoặc là cái này khả năng dính đi được ấy nhỉ. Vâng, cái này chắc. Đấy, cái này bé gái đi được. Vâng. Nói chung là quần áo thì gửi đến cho ba bố con thì ai mặc vừa thì người ấy mặc thôi. Vâng ạ. Không phân biệt đâu. Vâng. Trừ trường hợp là nhiều quần áo phụ váy thì em không mặc được thế. Vâng. Còn ngoài ra thì trêu em xá một chút thôi các bác. Em xá cũng biết mà. Vâng. Đây là những cái hộp này vỡ ở xã này. Vâng, không sao. Đây. Vâng. Hộp này rất là mỏng cho nên là không may. Vâng. Đáng lẽ là hộp này không vỡ thì cho em xá cho bé Thanh ấy. Vâng. Đừng đi cơm, đựng cơm đi học để vào cặp thì rất là phù hợp nhỉ. Vâng, rất là tiện. Vâng. Đấy. Không may là vỡ mất rồi các bác. Đây, vỡ mất rồi. Rất là tiếc thôi thì còn sử dụng được cái phần nào thì em cứ sử dụng. Vâng. Không thì tùy em. Vâng. Xử lý. Vâng. Trong này có một cái lá thư của cô. Đây, em và anh cùng xem. Vâng. Em đọc được không? Em đọc cho tất cả quý cô bác anh chị cùng nghe đi. Vâng. Em xin phép đọc những cái lá thư của cô Sáp, cô đang gửi đến theo kẹp theo những cái món quà quý giá. Bộ quá mai bắt phải về quê Thái Bình, bắt nhờ anh Tuyên gửi cho con một số thứ áo ấm cho hai cháu, nhớ giặt đi cho sạch rồi hái mặt. Bát thương ba bốn co nhà cháu quá. Bác quá, Vũ Thị Sát. Bác Vũ Thị Sát. Đây bên trên ngoài này nữa. Có một cái chai đựng rượu của tay. Cháu có rượu đựng vào được đấy. Vâng. Em uống rượu không? Em mình như kiểu không đủ sức khỏe như này em không uống ngay ạ. À, vâng. Cái này thực ra thì đây là cái tâm thư của cô Vũ Thị Sáp. Vâng. Cô có gửi những cái lời những cái lời dặn dò đến cho em xá. Vâng. Và hai bố con xin gửi lời cảm ơn cô rất nhiều. Tuyên xin chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Thật sự là cô cũng rất là quan tâm em xá. Cô có điện cho Tuyên rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà do Tuyên với em xá ở một khoảng cách nó cũng khá là xa. Với lại trong thời gian này thì Tuyên cũng bận bịu ở chỗ hai chị em. Để dồn hết nhân lực vào bên chỗ hai chị em để sớm hoàn thiện những cái hạng mục cần thiết. Thì cũng không đến thường xuyên đến chỗ em xá được. Nên là những cái món quà của quý cô bác anh chị gửi thì cũng Tuyên cũng xin gửi là cảm ơn tới tất cả các bác, đặc biệt là cô Vũ Thị Sáp. Cô đã gửi những món quà thật sự rất là ý nghĩa. Đây, những món quà này thì anh nghĩ nó vừa ý nghĩa và vừa rất là hữu ích cho
cuộc sống của em và các con. Vâng. Cái này thì có nắp nhá xá nhá. Vâng ạ. Cái này thì có thể em đựng bất cứ cái gì. Vâng. Đấy, cái này đựng bất cứ cái gì. Vâng. Em đựng cái gì cũng được. Vâng. Nói chung là mình cảm thấy vừa cái nào thì mình đựng cái đấy, không nên là lựa chọn. Vâng. Đây cái này khả năng là cái nắp này nhưng mà anh nghĩ nó hơi trần một chút. Được nhá, sáng nhá. Đây. Vâng. Đây, cái này Xin. mình đựng cái gì cũng được. Vâng. Đựng thức ăn Vâng. ấy. Sau khi mình ăn xong mà chưa hết thì mình có thể đậy vào đấy để tránh ruồi ruồi muỗi Vâng. nó bâu vào ấy. Đúng Rất là nhiều đồ các bác ạ. Cái này là cái chai gì? Cái này chai không thôi, không biết là Vâng. đựng cái gì. Vâng, chắc vừa nãy cô sắc cô ấy bảo là có rượu thì đựng rượu. Không phải, cái này khả Vâng. năng là không phải hũ. Vâng. Cô nói là cái hũ đựng rượu chứ không phải là cái này. Vâng. Ở trong này vẫn còn bát đây này. Bát bát và hai cái thìa nữa. Vừa Vâng. nãy là 7 cái đúng không? Đây 3 cái nữa là 10 cái nhá. Vâng. Đây 10 cái bát này. Hai bố con, ba bố con thoải mái dùng. Vâng. Rất nhiều đây này. Vâng. Âu đây. Hai cái âu nhá. Vâng. Hai cái âu này có thể đựng canh, đựng rau, đựng cơm. Vâng. Móc phơi quần áo. Vâng, em cảm ơn cô sắc Mới luôn, nha. mới luôn. Vâng. Hai bộ móc các bạn. Hai bộ móc phơi quần áo, còn đây là cái nắp. Đấy, hai bộ móc phơi quần áo để đây nha. Vâng. Còn tất cả những cái này là gần như là quần áo và cái này áo mới thì phải xã. Vâng. Ô váy. Cái Vâng. váy này chắc là cho bé Dính rồi. Đúng Ừ. Thực ra thì góc độ bản thân Tuyên hay là em Xá hay là những người vùng cao, đặc biệt là những người vùng sâu vùng xa ấy, để người ta mặc được những cái váy này thì họ cũng rất là e ngại các bác ạ. Đẹp thì ai cũng muốn thôi, đẹp thì ai cũng rất là mong muốn, nhưng mà đẹp mặc đẹp nó cũng phải đi đôi với cái hoàn cảnh của mình. Thực sự mà mình không cấm người ta đẹp đâu, đấy là Vâng. anh không cấm, anh Vâng. không cấm người ta đẹp, kể cả như hai chị em thế Vâng. thôi, bôi son bôi phấn thoải mái. Vâng. Mặc ăn mặc đẹp sạch sẽ anh không cấm, nhưng Vâng. mà thực sự là về cái hoàn cảnh éo le của những cái hoàn cảnh mà Tuyên đi chia sẻ cho tất cả quý các anh chị xem ấy, thì người ta rất e ngại về cái những món quà như thế này. Cũng cảm ơn thôi, nhưng mà có lẽ là cho bé Dính mà mặc thì em vẫn cứ cho mặc bình thường nhé. Vâng ạ. Thực ra họ rất là ngại mặc những cái đồ sang, bởi Vâng. vì là đằng sau họ còn một cái câu chuyện rất là buồn. Vâng. Cho nên là để họ mặc được những cái này lên người thì để cười được thì rất là khó các bác ạ. Để nở ra một cái nụ cười sảng khoái thì rất là khó. Đây là những cái túi bóng em cất đi. Vâng ạ. Túi bóng này thì em cất đi Vâng. để cho các con đựng cái gì thì đựng. Vâng. Đây là cái quần rất là đẹp. Quần Vâng. này thì khả năng anh nghĩ là bé vừa sẽ đi được. Vâng. Đây còn túi bóng này. Vâng ạ. Đây áo khoác cô dặn như nào. Cô Vâng. bảo là tất cả những cái quần áo này em giặt sạch sẽ nhé. Vâng ạ. Này là cái lược này. Vâng. Đấy, biết dùng không? Có. Hẳn em Xá thì chắc cũng ít dùng thôi. Ít dùng. Đấy, chải chải tóc đẹp trai đi mấy năm lại lấy được vợ sao biết đâu được nhỉ. Biết Em mong như thế. đâu vợ không về thì mình lại lấy vợ mới. Em cũng mong như anh nghĩ. Vâng. Đấy, trải chuốt xong cũng rất là đẹp trai. Vâng. Có cái thìa nữa. Cái này thì mình có thể đóng đinh và treo ở đâu đây này. Vâng ạ. Treo cho các con. Vâng. Mình không dùng thì các con người ta dùng. Vâng. Nhá. Vâng. Đây là cái vung nồi này. Ui, túi bóng nhiều quá. Này. Vâng. Đây toàn bộ đây là quần áo thôi các bạn. Áo này chắc khả năng là áo này cho em Xá rồi. Có một cái áo cho em Xá này. Rất đẹp. Áo đẹp trai đây Xá ơi. Vâng. Áo này khả năng vừa em đấy. Vâng, chắc đúng rồi. Ui rồi ui zin Quá luôn. quá đẹp Chắc có luôn. lẽ là bác theo dõi thước phim của Tuyên rất nhiều về em Xá, Vâng. cho nên là những quần áo này bác chọn rất là đẹp, vừa zin em Xá luôn. Đây quần áo rất nhiều, còn đây còn những món quà. Đây cô bảo hú, đây những cái hú này, đây đây là hú nhựa thôi. Hú này đựng mì chính, có trong có thìa luôn, Vâng. trong này có mì chính nhé, mì chính và có thìa luôn nhé. Vâng. Ngoài những cái món quà mà cô gửi đầy những cái lọ mà cô gửi thì trong cái lọ có sản phẩm luôn nhé. Vâng. Để đây Đây đỡ có phí lại bật nhé. lửa này, có thìa này,
Cái này xá biết làm gì không? Cái này cắp móng chân móng tay. Đúng chuẩn. Vâng. Đây là để cho cùng với cái này nhá, sử Vâng. dụng nhá. Đây này, bật lửa để cẩn thận nhá, rơi vào lửa nó bùm là này. Đây cái Vâng. này để cho con gái nhá. À, cho con Đây. gái. Vâng. Đây. Hai cái này cho con gái này. Vâng, MC. Bật lửa này cho vào đây nhá. Vâng ạ. Thìa này. Vâng. Cái này là cái dùng để làm gì biết không? Dùng để khi mà lỗ tay nó bị Ngoáy lỗ vỡ. tai. Ngoáy lỗ tai. Vâng, MC. Đấy, cái hộp này cho vào đây. Này Vâng. có thể em cho vào đây. Thì Vâng là con đi học về thì cho Vâng cho ạ. con gái nhá. Đây có Vâng. hai hai cái bím buộc tóc này. Vâng. Rất là nhiều quần áo này các bạn. Cũng rất là nhiều đồ. Ừ, cái này của Sá mặc mặc được không? Chắc Cái này khi nào là áo của em không nhỉ? Hay là áo con gái nhỉ? Con trai con gái? áo con trai sao? Bây giờ em mặc luôn cái này xem nào. Vâng. Tại vì là chắc cô nghĩ là em cụt một tay rồi thì Vâng. cô dùng cái loại này cho em. Đấy, Lúc cũng đẹp cha. cái này Cũng đẹp trai nhỉ. cô chọn vừa. Đang lạnh, cũng áo khoác mặc luôn. Vâng. Đấy, rất Vâng. là đẹp các bạn, Vâng. đẹp trai luôn. Đảm bảo là em Xá sớm sẽ lấy được vợ mới. Trong cái lọ này là cái gì đây? Lọ đựng ớt. Ừ. Em ăn ớt không? Em đôi lúc không có rau thì mình cũng ăn đấy. À này. Vâng. Lọ đựng đường này, lọ đựng muối này, lọ đựng mì chính này. Không được à, không để thìa mốc. Chỉ để thìa nhựa. À không để thìa inox. Các cháu nhớ nhé. Vâng. Lò này đừng để đựng ớt nhá, tận Vâng. dụng nữa. Đây cô ghi rất rõ ở đây rồi. Vâng. Em cứ thế mà làm thôi. Vâng. Cái này là chỉ khâu quần áo. Vâng. Trong này cũng rất là nhiều. Anh cho vào đấy hết nhá. Vâng. Lược các thứ cho vào đây cho gọn. Đây. Rất là nhiều đồ cho em Xá. À, cái đựng rượu thì chắc là cái này vodka. Này là lọ đựng rượu. Cái này thay vì đựng rượu thì em có thể đựng nước cho bé Thanh đi học. Vâng. Vâng. Cho bé cầm đi học cũng được. Vâng. Nó không vỡ đâu. Đúng Ở trong còn một cái hộp nữa sáng. rồi. Đây là cái thìa để múc cơm, đảo cơm nồi ấy. Vâng. Biết dùng cái này không? Vâng. Có đẹp. Rất là nhiều đồ ở đây nữa, còn một rổ ở đây nữa. Đây là thìa đũa chén ấm. À, có ấm uống nước đây nhá. Nào anh lên là phải có thích nước chè pha nhá. Anh ấy thích, rất thích nước chè cho nên là tôi thèm chén chè lắm. Chà ấm. Đây có những cái ấm này cô bọc rất là kỹ. Em những cái này em phải rửa sạch sẽ sau khi sử dụng, em phải trước khi dùng nó phải rửa sạch sẽ nhá, không được để như này nhá, nó mốc ấy. Đây, quần áo đây. Trong này chắc cũng quần áo thôi. À, đây có một cái lọ này. Tí rồi. Cái này là loại gì? Mắm. Vâng. Mắm tôm. Vâng. Mắm tôm mùi thơm quá các bạn. Đây khả năng đây là quần áo thôi. Quần áo thôi nhé cá nhé. Vâng ạ. Em để nguyên túi như này. Vâng. Đây vẫn là cái quần cái áo thôi. Vâng. Rất nhiều các bạn. Rất nhiều quần áo cho hai ba bố con. Vâng. Nói chung là cái nào phù hợp với ai thì em cứ cho người ấy mặc thôi. Vâng ạ. Đây. Rất là nhiều quần áo này. Túi sách. Vâng. Túi sách kia. Ở đây có một cái áo khoác không biết là của em hay là của em.
em là con gái em. Vâng. Đây là của con gái hay con trai đây? Con gái. Không biết là của con gái hay con trai các bạn. Ấm đấy, nhìn ấm đấy. Áo rất đẹp các bạn. Đây, có mấy cái áo ở trong này nhé, anh để nhất vào đây nhé. Còn áo anh cho vào thùng này nhé, xá nhé. Vâng ạ. Đây là món quà của cô Vũ Thị Sáp, Thái Bình. Vũ Thị Sáp Thái Bình nhé. Đây những cái đồ dùng anh cô gửi thì anh cũng đã mở ra cho em xem và tất cả quý cô bác cùng xem. Và trong những món quà thì của cô còn thiếu cái gì Tuyên chưa lấy ra cho bác xem thì bác có thể liên hệ lại với Tuyên nhé. Tất cả những cái đồ này anh đã mở cho em xem và những cái món quà này. Cái này thì không biết là em có ăn qua bao giờ chưa. Cái này là mắm. Cái này để nấu thịt chó thôi. Mắm tôm để nấu thịt chó thôi. À vâng. Mà trên mình thì thịt chó thì rất hiếm. Vâng. Thịt lợn khó mà ăn thì nói gì thì chó. Vâng. Đúng không? Đúng. Còn bát đũa, những cái vật dụng này, tất cả những cái món quà liên quan đến đồ dụng, đồ gia dụng. Vâng. Nha. Đồ gia dụng tức là dụng cụ để mình nấu ăn mà phục vụ cuộc sống của mình ấy. Vâng. Thì em nhớ là phải rửa sạch sẽ trước khi sử dụng. Vâng. Đấy. Sau khi rửa thì em mang ra em phơi hoặc là để chỗ nào nó ráo nước. Vâng. Nó có những cái rổ này này. Vâng. Đấy, em để nó ráo nước xong là sử dụng nó sạch sẽ hơn. Và rửa thì đặc biệt là nếu như không có dầu rửa bát nhá. Vâng. Thì em sẽ phải rửa bằng nước nước nóng. Vâng. Nước nóng hoặc nước ấm cũng được. Vâng. Nhớ nhá. Vâng. Ăn xong là phải rửa sạch sẽ, đừng để những cái đồ này nó bị bẩn. Vâng. Dính mớ rồi là dính những cái vật dụng, những cái vi khuẩn khác. Vâng. Liên quan đến cái đồ bẩn thì nó rất là mất vệ sinh. Vâng. Đấy, tiếp tục là món quà của cô, của anh chị. Anh chị gì? Phú Bùi. Anh chị Phú Bùi ở bên Mỹ. Vâng. Có gửi cho em xá những cái món quà rất là ý nghĩa, đặc biệt là có khoản tiền rất là lớn để đến cho em xá. Tờ giấy đâu nhỉ? Đây là những khoản tiền gửi đến cho em xá của anh chị Phú Bùi. Anh chị cũng đã hộ em xá kêu gọi những khoản tiền rất là lớn để hỗ trợ cho em xá sau này làm nhà. Thì trước anh em mình có nói một chút về cái căn nhà mà ở làng ấy, bảo là có một căn nhà mà người ta bỏ đi rồi ấy, vừa xây xong ấy. Vâng, đúng đấy rồi. Thì cũng có nói một chút, nhưng mà vừa rồi lên với xá thì hôm nay lên với xá thì Tuyền cùng với em xá cũng đã đi tìm hiểu rồi. Chủ nhà thì lại không ở nhà, đi Bắc Ninh làm ăn xa rồi, cho nên là không gặp được chủ nhà thì không liên hệ được, không liên lạc được, điện thoại thì không có, không có số để liên lạc các bác. Hôm nào tìm được số điện thoại liên lạc thì Tuyến sẽ hỏi xem nào với cái nhà đấy là khoảng bao nhiêu tiền. Vâng. Hiện tại thực sự là anh em mình không có tiền để mua đâu. Vâng. Nhưng mà ít nhất là mình cứ hỏi trước để mình biết trước là cái nhà đấy bao nhiêu tiền. Vâng. Liệu có phù hợp hay không. Vâng. Anh nghĩ nếu mà giá cả mà hợp lý thì sẽ cố gắng kêu gọi để mua cho em cái nhà đấy, đỡ phải làm. Thực sự mà nói thì ở đây để mà làm một cái nhà rất là khó các bác. Vâng. Đất thì mua rất là đắt, trong khi đó thì phải làm nhà nữa đấy, vật liệu thì rất là khó vận chuyển, trong khi đó thì đường xá đi lại rất là khó khăn đấy, để mà thợ thuyền lên đây thì người ta cũng lấy rất là cao đấy. Nói chung là để làm được cái nhà chỗ em xá này thì tốn kém rất nhiều chi phí, làm rồi là thợ thuyền, rồi là vật liệu, rồi là những cái chi phí phát sinh các thứ rất nhiều, cho nên là để tìm hiểu được một cái nhà mà người ta làm sẵn rồi mình đi mua thì nó họ cũng tính trước thôi, trước khi họ muốn bán thì họ cũng xem là cái nhà họ làm ra bao tiền. Vâng. Chỉ chắc muốn thì lấy giá gốc thôi. Vâng. Còn đây là danh sách của anh chị Phú Bùi đã công khai cái số tiền cho Tuyên để Tuyên công khai trên video thước phim này. Tuyên sẽ công khai cho anh chị Phú Bùi và tất cả quý cô bác chị đã xem và đang xem. Đầu tiên là anh chị Phú Bùi, anh chị hỗ trợ $400
Và trong khi đó thì anh chị cũng đã gọi kêu gọi được của cô Hương, cô ủng hộ 100 đô của chị Hồng. Chị Hồng hay là cô Hồng một chút ấy thì Tuyên cũng không được biết về cái người này, cho nên là Tuyên tiện xung hô thì Tuyên sẽ gọi là chị Hồng cho dễ ạ. Chị Hồng là 50 đô. Còn tiếp tục phần sau là anh chị Phú Bùi, anh chị có gửi cho 100 đô là đổi ra thành Việt, tiền Việt sẽ là hơn 2 triệu. Vâng. Hơn 2 triệu thì anh chị có nói là cái số lẻ sẽ là cho kênh để hỗ trợ tiền xăng. Còn 2 triệu tròn ấy. Vâng. Thì là anh chị muốn ủng hộ cho em để mua đồ. Vâng. Đấy, mua đồ dùng thức ăn ấy, vâng, phụ phẩm ấy. Thì thực ra nói như này quý cô anh chị ạ, và Tuyên cũng xin phép luôn anh chị Phú Bùi và tất cả quý cô anh chị đã gửi cho em Xá những cái món quà mà những khoản tiền hỗ trợ cho em Xá để mua thức ăn, và đặc biệt là sử dụng trong cái thời gian mà biết đến em Xá và chia sẻ cho tất cả quý cô anh chị cùng biết về em Xá. Thì cái khoản tiền 2 triệu này Tuyên cũng xin phép được nói trên video luôn. Tuyên muốn xin 2 triệu này của anh chị Phú Bùi để làm quỹ mua thịt cho em Xá trước Tết. Đặc biệt là cái món này thì Tuyên sẽ mua thịt cho em Xá để cho 2-3 bố con ăn Tết trong thời gian nghỉ Tết dương lịch này. Nghỉ Tết âm lịch nhá. Vâng. Xin lỗi các anh chị là Tết âm lịch nhá. Thì Tuyên muốn xin 2 triệu này để mua thịt cho 3 bố con ăn thịt, ăn Tết trong Tết âm lịch này. Xem là anh chị, không biết là ý kiến của anh chị nào. Mong được anh chị xem được thước phim này của Tuyên, anh chị liên lạc lại với Tuyên để Tuyên được biết về cái khoản quỹ này. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Còn như anh chị có nói là cái khoản này là anh chị muốn mua cho em một cái bộ bàn ghế này, gồm có một bàn 4 ghế và hai bình nước, để hai bình tức là hai cái can ấy để em xách nước ấy, và hai cái xô có nắp, một đôi ủng, hai cân ruốc và hai cân thịt. Thì thực ra trong thời gian này thì vừa rồi Tuyên lên thì Tuyên cũng đã mua cá mắm cho em Xá 1 cân, còn gạo thì mua rất nhiều rồi, ủng thì anh cũng đã mua cho hai bé rồi. Bản thân em thì cũng có một cái đôi, cũng cái chân ủng nhỉ, chân ủng gọi là dây ủng thôi. Đúng rồi. Đấy, còn bản thân em Xá thì nếu mà mua một đôi thì rất là phí, chỉ đi có mỗi một chân thôi. Thì hôm nào anh lên anh sẽ tìm hiểu và anh mua cho em cái dây ủng đấy. Vâng. Mua tiếp cho em một đôi nữa để cho em đi. Vâng. Thì đi một chân cũng được, chân còn lại mình không đi đến thì mình vứt cũng được, chẳng sao cả. Hoặc là mình để đâu đấy. Vâng. Cần đến thì đi, mà không cần đi được thì đi. Vâng. Mà không đi được thì thôi. Vâng. Biết rằng là rất là tiếc, bởi vì là tiền của quý cô bác anh chị gửi thì cũng không thể mua phung phí. Nhưng mà một đôi dép hay một đôi ủng mua cho em Xá thì bản thân em Xá có mỗi một chân thôi. Không thể nào mua cả đôi cho em Xá được, không thể nào mua cả một chân để một chân cho họ được, họ không bán lẻ, cho nên rất khó. Cái đấy thì quý các anh chị thông cảm nhá, tôi không mua được cả chân, mua một chân đâu, sẽ phải mua cả đôi nhá, nó không đáng bao tiền, tầm khoảng 100.000 thôi, 100-200.000 thôi. Thì lúc nào tôi mua thì tôi sẽ công khai. Và cái khoản tiền mà 2 triệu của anh chị Phú Bùi thì Tuyên, bản thân Tuyên nhận thấy là cái dụng cụ, trong cái dụng cụ của anh chị thì có bộ bàn ghế, thì Tuyên cũng nói rất là nhiều cái chuồng gà này của em Thím và em ba bố con em Xá ở nhờ thì thật sự là không để được, và mình cũng không thể nào, mà ví dụ trường hợp mà hai chú Thím mà đuổi đi thì cái bộ bàn ghế thì mình để đâu, không có chỗ để. Cho nên là thôi, Tuyên nghĩ rồi, không nên mua, hoặc là có nên mua nhưng sau khi có nhà mình sẽ mua sau. Được không? Được. Em thấy hợp lý không? Đấy, anh chị Phú Bùi có thể liên lạc lại với Tuyên nhé, xem cái khoản này có thu xếp như thế có hợp lý hay không. Tuyên sắp xếp như thế thì có thấy hợp lý hay không? Và cũng rất là đáng thương cho ba bố con em Xá, thì thay vì Tuyên cũng trông chờ vào tất cả các cái khoản của quý các anh chị gửi, thì Tuyên sẽ để dư cái khoản 2 triệu này để mua đồ dùng cho em Xá trong cái thời gian Tết dương âm lịch tới này, để cho em Xá mua ít thịt và mua một ít dụng ít vật dụng để cho hai ba bố con đón Tết đám cúng trong cái chuồng gà này cũng được, đúng không? Còn
trong cái khoản tiền của cô gửi thì ngoài những khoản tiền để mua 2 triệu đấy ra thì tất cả những khoản tiền đấy thì cô yêu cầu là phải cho vào cái quỹ để sau này ví dụ làm nhà hoặc là mua nhà sẽ là đem ra sử dụng. Một lần nữa Tuyên xin gửi lời cảm ơn tới cô Vũ Thị Sáp, Thái Bình và anh chị Phú Bùi cùng với cộng sự đã gửi những cái món quà rất là ý nghĩa, đặc biệt là những cái khoản tiền rất là lớn để gửi đến hỗ trợ cho em Xá. Tuyên xin cảm ơn rất nhiều, xin chúc tất cả quý cô anh chị, các anh chị vừa nhắc tên trên thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn rất nhiều. Em Xá gửi lời cảm ơn tới anh chị Phú Bùi này. Em rất là cảm ơn anh chị Phú Bùi đã quan tâm đến ba bốn con em. Thật sự rất là cảm ơn anh chị ở Phú Bùi đã quan tâm đến ba bốn con em, xong là đáng gửi những cái kinh phí rất là có ý nghĩa để anh Tuyên anh đã truyền đạt cho ba bốn con em. Em thật sự em không có những cái công lao gì để đáp ơn anh chị. Em gửi lời chúc anh chị có những sức khỏe dồi dào rồi là ăn Tết vui vẻ. Em xin cảm ơn. Anh chị này là ở bên Mỹ nhá. Anh chị ở bên Mỹ nhá. Còn một bác nữa là bác Vũ Thị Sáp ở Thái Bình. Đây là những món quà của bác gửi đến cho em. Em gửi lời cảm ơn bác. Vâng, em cũng cảm ơn cháu. Cháu rất là cảm ơn cô Nguyễn Thị Sáp. Vũ Thị Sáp, Vũ Thị Sáp đã Thái Bình. Ở Thái Bình đã rất là quan tâm đến ba bố con cháu và đang mang những cái đồ dùng rồi là những cái món quà có ý nghĩa nhất đến với ba bố con cháu. Và rất là cảm ơn anh Tuyên đã đến lại đến tận nhà ba bố con cháu. Cháu rất là cảm ơn cô Sát, chúc cô ăn Tết vui vẻ và gặt nhiều may mắn ạ. Hôm nọ cô Sát cô có điện cho Tuyên thì cô bảo là cô đang ở Thái Bình, cô tranh thủ cô gửi lên thì cô mấy đứa cô chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Thì một lần nữa Tuyên xin gửi lời cảm ơn tới cô Sáp và anh chị Phú Bùi rất nhiều, anh chị ở bên Mỹ. Thì cái quỹ của anh chị thì em bản thân Tuyên cũng đã trích ra mua 2 cái can 50.000 một cái các bác nhé, 50.000 một cái, 2 cái là 100.000. Tuyên đã trích ra 100.000 rồi để mua cái can này. Còn lại 1.900.000 thì Tuyên sẽ cho vào cái quỹ để tới này Tuyên sẽ mua thịt, mua thức ăn để cho ba bố con ăn Tết tới này. Một lần nữa Tuyên xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả các quý cô bác anh chị, các mạnh thường quân đã quan tâm đến em Xá Cụt trong cái thời gian vừa rồi. Thì hoàn cảnh em Xá Cụt thì cũng Tuyên cũng nói và chia sẻ rất nhiều lần rồi. Thì quý cô bác anh chị cũng biết rồi, em Xá thì hiện tại là rất là tội nghiệp và rất là đáng thương. Tết thì đến nơi rồi. Tất cả quý mà các cô gửi ấy, anh chị gửi ấy, thì anh giữ tạm nhá. Vì là em giữ thì em không có thẻ, bây giờ anh rút tiền về cho em giữ thì cũng rất là nguy hiểm. Không may là người ta trộm thì cũng rất là buồn. Thôi thì Tuyên sẽ giữ các bác nhá. Trong cái quỹ thì của em Xá thì Tuyên tất cả các cái hoàn cảnh mà Tuyên đi làm ấy, đi chia sẻ ấy, thì Tuyên cũng rất là công khai cho tất cả quý cô bác anh chị cũng biết. Mong là quý cô bác anh chị theo dõi sát sao để cùng nhau kiểm soát cái quỹ này làm sao là minh bạch nhất, rõ ràng nhất và rành mạch nhất các bác nhá. Tuyên thì cũng không mong muốn gì hơn đâu, mong muốn được những cái hoàn cảnh mà Tuyên đi chia sẻ đến cho các bác, các anh chị, các quý vị khán giả cùng biết và xem về những cái thước phim, về những cái cuộc sống, những cái lúc khó khăn mà anh em, những cái hoàn cảnh mà Tuyên đi chia sẻ, những cái lúc đó người ta sống như thế nào, rồi là cuộc sống ra làm sao. Đấy, cho các anh chị cùng biết về thực tế cuộc sống ở trên vùng cao, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa. Bản thân em Xá thì rất là tội nghiệp, một chân một tay không lao động được. Đây cái này nếu mà đựng nước thì em liệu có xách được không? Cái này nếu mà đựng nước thì vẫn xách được đấy. Nhưng mà nửa thôi đúng không? Cái này như này nhá. Cô bảo là gửi lấy tiền cho anh mua rất là nhiều đồ, đặc biệt mua một cái thùng to ấy. Thì mình xách nước thì mình đổ cái thùng đấy. Nhưng mà ở đây đang ở nhờ thì mình mua nhiều về rất là ngại. Đúng rồi. Rất là ngại các bác ạ. Đang ở nhờ mà ví dụ xách về để mình làm như ở nhà mình rất là khó. Đấy, người ta đến bây giờ người ta đang dịch đuổi mình rồi mà mình lại mua sắm những cái đồ này đồ kia thì cũng rất là khó.
Đấy, đến lúc người ta vào người ta đuổi mình đi thì những cái đồ đấy mình mang đi đâu? Đúng. Rất là khó cho Tuyên và cho em Xá. Thế tạm thời là như này, anh theo anh thì như này, những cái này ấy, em cho con em, đấy ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ cho con đi sách về, đấy, đi sách về để ở nhà, đấy có thể là nửa cũng được, thay nhau sách, cho sách một nửa can cho mình đổ vào một can đầy, xong là đi sách vào tiếp, đấy cứ dồn như thế được hai can đầy thì cũng sử dụng trong một ngày hai ngày nó cũng được rồi. Là bé Thanh đi học về, cho bé Thanh đi sách, nhưng mà bảo bé Thanh là sách ít thôi, bé Thanh nhỏ thì sách nửa can này thôi, tí này thôi. Đấy, còn lại thì cứ về đổ dồn vào, nhưng mà trước khi sử dụng là em phải mở nắp ra nhá. Đi cùng với con thì bảo con là mở nắp ra trắng, rửa sạch sẽ nhá. Không được đấy nhá. Rửa sạch sẽ xong mình sử dụng nhá. Anh để vào đây nhá. Cái này thì để hai ba bố con là sử dụng các bác. Để những cái vật dụng của ba bố con thì thực sự bản thân tôi cũng không muốn là sắm sửa nhiều, bởi vì là cũng có rất nhiều quý cô bác anh chị gửi rồi, mình mua nhiều thì sửa nó cũng không có quá là nhiều. Thì ví dụ như bát đây, hôm nọ cũng có một cô ở Thái Nguyên, cô cũng gửi rất là nhiều bát đũa rồi. Bây giờ các cô gửi nữa thì rất là nhiều. Về thức ăn thì nên cũng thường xuyên mua cho em Xá, bởi vì là bản thân em Xá thì không đi lại được, không đi chợ được, mà hôm nọ cũng có nói về cái thức ăn mà muốn gửi cho, lấy tiền gửi cho người khác đi, nhưng mà như thế thì các bác lại bảo là không thực tế và không minh bạch. Thì tránh trường hợp như vậy thì Tuyên sẽ tự mua lên, mà tất cả những cái khoản mà Tuyên mua thì Tuyên sẽ đi trực tiếp đi mua và công khai những cái dụng cụ một, những cái món quà một, những cái khoản một để cho các bác cùng theo dõi. Ví dụ một người gửi 1 triệu thì bác yêu cầu là mua 2 cân thịt thì Tuyên sẽ mua 2 cân thịt, mua 5 cân thịt sẽ là mua 5 cân thịt, ví dụ như vậy thôi. Còn tất cả những cái quý các bác anh chị nào góp ý thì có thể để lại comment hoặc là liên hệ với Tuyên qua cái số điện thoại hiện trên màn hình của quý các bác anh chị. Tuyên sẽ giải đáp thắc mắc của các bác và cùng nhau bàn bạc đi đến với hồi kết cuối cùng. Một lần nữa Tuyên xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý các anh chị, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã gửi những món quà, đã quan tâm đến em Xá, gửi những món quà thật nhiều ý nghĩa, và chúc quý các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Có lẽ là thước phim của anh kết thúc ở đây thôi, bởi vì bây giờ anh sẽ phải di chuyển quay về. Nhiều món quà này anh đã đưa đến tận đây cho em rồi. Thì mong em là hãy sử dụng đúng mục đích. Thôi anh ạ, bây giờ cũng sắp tối rồi thì em nấu cơm ăn xong là anh chơi với em, xong là nếu không thì ngủ nghỉ ở đây, xong là sáng mai đi về cũng được. Cũng cảm ơn em nhé. Cảm ơn lời mời của em, nhưng mà cũng gần 6 giờ cũng gần tối rồi anh ạ. Cảm ơn lời mời của em Xá. Thực sự thì sáng mai anh còn đi và hai chị em nữa. Sáng mai là hai chị em bắt đầu lập mái tôn. Anh phải đi để kịp lập mái tôn, không thì anh em ở bên đấy người ta không biết làm như nào ấy. Có anh ở đấy thì nó sẽ an toàn và nó sẽ dễ dàng hơn. Không đến lúc người ta làm xong anh đi, anh lại bắt đập lại thì rất là khó. Và không ứng ý thì anh lại bắt đập lại thật đấy. Làm việc với anh là nghiêm túc. Lúc nghiêm túc là nghiêm túc, lúc vui đùa thoải mái thôi, nhưng mà nghiêm túc, làm việc là mình phải nghiêm túc. Đấy, cái đấy anh cũng rất là cảm ơn em và mong em thông cảm. Giờ là bây giờ em nấu cơm chờ bé Thanh cũng được. Hai bố con nấu cơm ăn. Nhiều món quà anh đã mang đến đây cho em rồi. Có cái gì em còn gì thắc mắc nữa không? Em Xá. Không, em không có gì thắc mắc nữa. Em rất là cảm ơn anh đã đem lại những cái món quà ý nghĩa của cô Sát với lại tất cả các quý khán giả đến đây rồi. Em rất là cảm ơn anh nhiều. Và nếu anh không đại nữa thì chúc anh đi đường may mắn. Đó. Và nhiều may mắn. Cảm ơn em Xá và cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị đã theo dõi thước phim của hai anh em mình đến thời điểm hiện tại. Xin chúc quý cô bác anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Tết cũng gần đến nơi rồi. Bây giờ em Xá thì cũng chưa biết là ăn Tết, đón Tết ở đâu. Rất là buồn. Thực sự Tuyên không về với em Xá lần nào cũng vậy thôi. Không nỡ đi về, nhưng mà vì những cái hoàn cảnh khác, vì cuộc sống thì anh vẫn phải đi về, anh còn vợ cho con ở nhà nữa. Cho nên là em thông cảm nhé. Xin cảm ơn tất cả quý cô anh chị đã theo dõi và chúc quý cô anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.